Vai trò của cha mẹ ở đâu thì xin thưa với anh Đức. Việc đầu tiên mình phải là tấm gương. Mình là tấm gương đã. Vì vậy mình phải chuyển hóa tâm thức của chính mình. Thì mình tạo ra cộng nghiệp tốt cho con. Còn mình không có phương pháp dạy nào tốt hơn là chính mình phải làm gương. Đừng có nói với tôi rằng ông bất hiếu với cha mẹ, mà ông có thể dạy con ông là người có hiếu được. Đừng có nói với tôi rằng ông là kẻ cắp, mà hãy dạy con ông trung thực được. Đừng có nói với tôi rằng là ông kinh doanh bẩn thỉu lươn lẹo, mà ông bảo với con ông rằng phải sống trí tuệ lên. Không làm được điều đó. Vậy thì cách tốt nhất để hỗ trợ con chính là cha mẹ hãy tự chuyển hóa tâm thức của mình để làm gương. Anh Đức có đặt câu hỏi: Thầy ơi, con may mắn biết đến Phật Pháp nhiều năm và đã ứng dụng lời dạy của Phật vào cuộc sống, và con muốn lan tỏa điều đó cho con trai của con để bé có một tư duy đúng và sống có ý nghĩa. Bé hiện đang học lớp 8, con xin thầy lời khuyên để giúp con của con ạ. Cảm ơn thầy. Chúc thầy buổi tối an lạc. Vâng ạ. Thưa với anh chị rằng là thứ nhất, cũng giống như câu hỏi đầu tiên ấy, là lý do một đứa con nó đến nhà mình và nó đầu thai nó trở thành con mình, thì một là nó đến vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là tâm thức của nó ở cùng vòng tâm thức của mình. Ví dụ bố mà tham lam thì thường đứa con cũng tham lam. Cho nên người ta mới bảo lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Thường thì bố mà ở vòng mà gì ạ, trí tuệ, thì con cái thường là ở vòng trí tuệ. Thường thôi nhá, chứ không phải là hết. Vậy thì cũng có những đứa con đến với nhà mình nó ở vòng tâm thức lệch mình, hoặc nó đến để nó báo oán, hoặc nó đến để nó trả ơn. Đấy, thưa anh Đức như vậy. Vậy thì có nghĩa là con mình sinh ra chưa chắc đã cùng vực tâm thức với mình. Nhưng nếu mình ở vòng tâm thức bên trong thì con nó có cộng nghiệp tốt, tức là nó ảnh hưởng tâm thức của mình. Nhưng nếu con nó ở vòng tâm thức bên trong mà cha mẹ ở tâm thức bên ngoài thì có nghĩa là con nó bị ảnh hưởng xấu, tức là nó cộng nghiệp cái nghiệp xấu của mình vào và nó bị ảnh hưởng. Vậy thì ở đây để hiểu về nghiệp của một đứa trẻ nó diễn biến như thế nào, thì thưa với anh Đức là thường đứa trẻ sinh ra thì từ 1 đến 13, từ 1 tuổi đến 13 tuổi là đứa trẻ nó sống hoàn toàn bằng tâm thức của cha mẹ. Bởi vì nó không có cái quyền gì cả. Cha mẹ áp đặt nó thế nào nó phải chịu thế. Và nó không được sống với tâm thức của nó, và nó sống với tâm thức của cha mẹ. Ví dụ cha mẹ nguyên tắc thì đứa trẻ bắt buộc phải nguyên tắc, vì phá bĩnh là bị ăn đòn. Nhưng nếu cha mẹ mà gì ạ, thuộc cái nhóm người mà vô độ, thì đứa con cũng rất dễ bị nhiễm cái thói hư vô độ. Nếu cha mẹ ở vòng trí tuệ thì đứa con có cơ hội được tiếp nhận những cái trí tuệ từ sớm. Vậy thì từ 1 đến 13 tuổi đứa trẻ sống đúng cái tâm thức của cha mẹ. Xong tiếp tục, từ 14 cho đến 20 năm, mình gọi là 24 đấy, thì đến 1, 13, 25, 37 đấy. Đấy, thì 14 cho đến 25 tuổi thì đứa trẻ bắt đầu lờ mờ quay về đúng tâm thức của nó. Chính vì vậy, giai đoạn này có những đứa trẻ nó chuyển đổi khác thường, nó trở thành một con người hoàn toàn ngoan ngoãn và biến đổi. Cha mẹ ở tầng nào, ở tầng tít ở tầng ngoài, nhưng mà bỗng nhiên nó trở thành một người cực kỳ tử tế và chỉnh chu. Nhưng cũng có những đứa trẻ cha mẹ rèn luyện đến 13 tuổi cực kỳ chỉnh chu và tử tế, nhưng đến năm 17, 18 tuổi nó vào đại học hoặc là vào cấp 3 một phát nó hiện nguyên hình là thằng mất dạy. Vậy thì 13 đến 20 năm
tuổi là đứa trẻ, nó hiện nguyên hình cái tâm thức. Chỉ có điều may mắn là cộng nghiệp của nó tốt thì nó đỡ, còn cộng nghiệp của nó mà xấu thì nó khủng khiếp. Vì vậy đây là giai đoạn một, là cha mẹ hay bị mâu thuẫn với con cái vì nó trở về tâm thức của nó. Hai là đứa trẻ dễ bị rơi tự do, hư hỏng, hoặc thậm chí mình chả làm cái gì, chả phải dạy dỗ gì nhiều, nhưng bỗng nhiên nó trở thành con người khác biệt. Rất nhiều gia đình dạy con gần chết, thế mà thả ra cấp 3 một phát nó mất dạy ngay. Cũng có những gia đình vất con có bơ có bất, thế mà nó cứ lớn lên nó học cấp 3 ở trường làng, xong rồi nó đi làm, nó vào đại học, nó tần tảo đi học thêm, dạy thêm, xong cuối cùng nó bỗng nhiên nó vẫn trở thành những con người khác biệt. Và ngoài 20 năm tuổi thì bắt đầu chính thức nó được sống vòng tâm thức của nó. Như vậy thì vai trò của cha mẹ ở đâu thì xin thưa với anh Đức, việc đầu tiên mình phải là tấm gương. Mình là tấm gương đó. Vì vậy mình phải chuyển hóa tâm thức của chính mình thì mình tạo ra cộng nghiệp tốt cho con. Còn mình không có phương pháp dạy nào tốt hơn là chính mình phải làm gương. Đừng có nói với tôi rằng ông bất hiếu với cha mẹ mà ông có thể dạy con ông là người có hiếu được. Đừng có nói với tôi rằng ông là kẻ cắp mà hãy dạy con ông trung thực được. Đừng có nói với tôi rằng là ông kinh doanh bẩn thỉu lươn lẹo mà ông bảo với con ông rằng phải sống trí tuệ lên. Không làm được điều đó. Vậy thì cách tốt nhất để hỗ trợ con chính là cha mẹ hãy tự chuyển hóa tâm thức của mình để làm gương. Chính vì vậy mà tôi sản xuất ra cái khóa gọi là chuyển hóa tâm thức. Đấy, anh chị em muốn mua cái khóa đấy thì liên hệ với chị Bích, để cho cha mẹ con cái cùng xem, để cả nhà là những bạn đồng tu để cùng chuyển hóa mình. Mà nó rất khoa học. Và vai trò thứ hai của cha mẹ là giai đoạn từ 13 tuổi cho đến 20 năm tuổi. Thực ra không cần đến 20 năm mà chỉ cần đến 20 tuổi thôi. Thì hãy quan sát, dành thời gian quan sát con. Quan sát chứ không phải áp đặt. Quan sát sự chuyển hóa tâm thức của nó để chúng ta cần có những điều chỉnh kịp thời. Đấy. Nhưng với điều kiện là mình tâm thức phải làm gương. Cho nên cha mẹ cần 6 yếu tố. Một là làm gương. Hai là chấp nhận cái tâm thức của con mình. Bởi vì nếu nó đến để nó báo oán thì nó ở vòng ngoài. Thôi mình chấp nhận, nó như một cái nghiệp lực mà mình phải trả. Thứ ba là thừa nhận mỗi một hành vi của con mà nó có tín hiệu tích cực là nên động viên con, thừa nhận, khen con một tí. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ rất keo kiệt lời khen, độc khen là sợ rồi nó làm quá nên rồi nó hư. Vì đứa trẻ nó không như người già mình. Người già của mình nó chai lì cảm xúc, còn đứa trẻ nó rất cần động viên. Thì phải thừa nhận những điểm mạnh của nó. Thứ tư, hãy để cho đứa trẻ nó tự ra quyết định. Muốn vậy thì bước thứ năm là mình phải tôn trọng nó. Như vậy để nó tự ra quyết định nhưng phải tôn trọng. Vì vậy mình chỉ được dẫn dắt nó thôi, chứ mình không được ra quyết định thay nó. Đây là rất nhiều bậc cha mẹ áp đặt, toàn ra quyết định thay con, toàn sống cuộc đời của con, thì chứ con không được sống cuộc đời của nó. Và thứ sáu, chân thành. Luôn luôn coi con là một người bạn của mình, chứ đừng coi con là gì ạ, là một thằng con để mình áp đặt, để mình chơi các cái trò chơi tâm lý của mình. Hãy cúi xuống để đồng hành cùng con, thay vì kiễng lên để dọa dẫm, đe nẹt con. Đấy, thế thì có 6 cái yếu tố như vậy. Vậy thì tôi tổng kết lại, để hỗ trợ con cái trưởng thành
thì bắt buộc cái thứ nhất là cha mẹ phải làm gương thông qua chính cái việc chuyển hóa tâm thức của mình. Thứ hai, quan sát để đồng hành cùng con giai đoạn từ 13 cho đến khoảng 20. Đừng vì tiền mà buông bỏ, vì con cái là tài sản lớn nhất của cuộc đời ta trong một cái kiếp sống này. Đấy, là tài sản để lại lớn nhất của cuộc đời ta. Còn tiến hóa nhất trong một cuộc đời ta là chuyển hóa được tâm thức của ta. Tử tế nhất cuộc đời ta là trả nợ cho cha mẹ. Thế thì như vậy là để các anh chị thấy là làm gương, và thứ hai đồng hành cùng con. Đấy, cho nên là rất nhiều các bậc cha mẹ không có kỹ năng dạy con nhưng mà lại rất nhiệt tình, người ta gọi là không thông minh và nhiệt tình, thì vô tình đã đẩy con mình đến cái vòng lao lý, đến cái vòng hư hỏng, tội lỗi mà chính mình không biết. Có những người ân hận cả cuộc đời. Rồi rất là cảm ơn Nguyễn Tú Anh à. Cái câu hỏi trước của bạn nào đấy, bạn đã hỏi rất là tuyệt vời. Và chúc cho cha mẹ và con cái cùng nhau là những bạn đồng tu, chuyển hóa được nghiệp lực, chuyển hóa được tâm thức của chính mình, và cái đấy gọi là đức năng thắng số. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO High School, nơi kiến tạo thế hệ học sinh định hướng tư duy trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Website ceohighschool.edu.vn, hotline 1800 577 22, nhánh 111.